3. Micro định hướng cao DCNM SDMIC. Micro có thiết kế tiện dụng, khả năng định hướng cao với thiết kế hiện đại, mang đến cho người dùng khả năng phát biểu mà không bị gián đoạn. Micro có hai vỏ bảo vệ, được định vị chính xác, mang lại khả năng phản hồi định hướng cao, tạo khoảng cách trò chuyện lớn hơn bình thường, ngay cả trong điều kiện có nhiều tiếng ồn. Micro có ít tiếng ồn và độ nhạy thấp với nhiễu từ điện thoại di động, nên có thể an tâm sử dụng trong môi trường đông người và có sóng điện thoại tác động.